Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị các anh chị trong video buổi sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 10. Em lại tiếp tục làm video xin gửi tất cả quý vị các anh chị một chiếc quạt mang hiệu Toshiba. Cái màn này là một chiếc quạt quạt bàn sải cánh 30 bầu vuông, tem đồng, cánh đục, công tắc con ve. Đấy. Chiếc quạt này thì hình thức thì cũng còn tương đối. Riêng có phần lồng này em đã sơn lại chút. Đấy, nói thế cho nó rõ ràng. Còn phần thân thì em bao zin nguyên bản, cả từ máy móc đến đến ruột gan. Đấy, động cơ của nó thì còn cực kỳ ok. Đấy. Đấy, phần boom biếc ở đây các bác sơn xiết tất cả zin nguyên hết nhé, trừ cái phần em vừa thông báo rồi, còn tất cả là em zin biếc luôn. Đấy. Thì cái phần là lồng là cái phần tiếp xúc nhiều cái bụi bẩn, xong nó đọng lại, nó cuộn vào xong nó đọng thì là lồng nó rất là nhanh han. Chiếc quạt này thì đâu đó chắc cũng phải tầm cũng rất nhiều năm rồi. Chiếc quạt này chắc theo dòng như này thì nó phải tầm 1962-63 gì đó. Đấy. Đây tem đồng này các bác này. Tem đồng còn rất nét các bác nhé. Đấy. Sơn thì có một vài vết xước nho nhỏ thôi, không đáng kể. Mà về đa số là về phần sau. Đấy. Cái phần bom này cũng thế, còn bom này thường thường nó rất xước nhiều nhưng mà nó cũng không đây. Cái này thì cực kỳ ok này. Đấy. Túp năng cơ này. Đấy. Cổ đây các bác này, tất cả sát hết các bác nhé, sát hết nhé, cũng là chiếc quạt bàn nhưng mà cũng rất là lạ. Đấy. Công tắc con ve này, trong hình thức thì đây là mặt trước đây nhé, mặt trước thì nhìn rất là ok, cái xước nhỏ nhỏ này. Đấy. Còn ra mặt mũi thì em thấy anh ok, đế em này em thấy cũng còn ok này. Đấy, còn nguyên tất cả những cái núm cao su nhé, còn nguyên 5 núm cao su này. Đấy. Cánh của em này thì về phần mép cánh ấy, thì em bao lành luôn. Nhưng mà về phần ốc là dòng này là nó gần như là bị nứt nhiều. Đấy, hãn hữu thì còn 1-2 con không bị nứt thôi, còn đa số là bị nứt hết nhé, nứt ốc. Đấy. Đấy, chứ không ảnh hưởng gì đến chất lượng gió. Quan trọng là cái mép cánh, tất cả cái mép cánh, tất cả cánh là không bị làm sao. Như về phần ốc là bị đứt một đường nho nhỏ. Nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng gió cả. Đấy, nhưng mà việc bán hàng thì em vẫn phải báo. Đấy, và nó mất một cái ốc ở đây này. Bị mất cái ốc đai đây, em vẫn chưa tìm được. Ốc. Đấy, còn ngoài ra là ok hết. Đấy, em bán quạt thì có sao thì em báo vậy. Đấy, nồng sơn thì em báo là nồng sơn, thân thì không sơn gì cả nhé. Đấy. Quạt này thì hình thức thì hiện tại bây giờ cũng rất là tương đối. Em quay xa cho các bác nhìn là toàn cảnh. Và chất lượng gió ở dòng này thì cực kỳ ok. Đấy, quay trên quay dưới. Đấy, còn nếu bác nào thì quay video thì em cũng có thể gửi bên trong cho các bác xem luôn. Hình thức em đã kiểm tra tức là ok, tra dầu mỡ các bác về phải chịu dùng. Thì sau đây em xin test chức năng của nó. Em này thì nó có 3 chế độ gió này. Đấy. 0, 1, 2, 3. Gió thì là số 3 là số bé, số 2 số 1, 1 là gió to. Đấy. Túp năng thì mặc định góc chỉ 90. Điện em này hiện tại vẫn đang dùng một điện 100, điện nguyên bản 1 là chiếc quạt Toshiba bầu vuông tem đồng cánh đục, công tắc con ve, hình thức còn là tương đối, điện 100V. Đấy. Tất cả là còn zin nguyên bản trừ phần sơn đồng. Đấy. Em phải nói rõ như thế các bác nhé.
Đấy, phần lồng nó không ảnh hưởng gì đến cái cả, nhưng mà nó cái lồng nó đẹp thì trong cái quạt nó vẫn sang hơn. Đấy. Chạy rất êm các bạn, các bác này để chơi để bày quạt mát đều ok hết. Đấy, quạt rất là nhiều gió và hình thức cũng trông rất ok, các bác bày cũng được, chơi cũng được, quạt mát cũng được. Đấy, đa chức năng như thế. Đấy, và giá hôm nay em bán thì công khai luôn 3 triệu đồng bác nhé. Đấy, bác nào chuyển khoản hết thì em vẫn bao ship. Các bác nào có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng thêm cho em 150. Nguồn của em là em nắp nguồn nguồn xuyến, nguồn nguồn dây đồng. Còn các bác nào mà thích mà ví dụ nguồn vuông nguồn viếc ấy thì nó rẻ hơn được chút, 100. Ngoài chiếc quạt này ra thì em còn rất nhiều các sản phẩm khác. Đấy, bác nào quan tâm đến cái sản phẩm nào thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0969 135 686 và số này cũng là số Zalo của em. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì cứ điện cho em theo số Zalo, em sẽ quay phim chụp ảnh gửi hình ảnh chi tiết một cách cận kẽ hơn. Vậy thì video buổi sáng ngày hôm nay thì em xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt.